quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến. Em tên là Chu Hoàng Bảo An, học sinh lớp 5/2 trường tiểu học Ngô Mây. Đến với cuộc thi, em xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh về một cuốn sách mà em yêu thích nhất. Đó là cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao. Cuốn sách đã cho em biết rất nhiều điều về thế giới động vật, côn trùng phức tạp và to lớn, các loại hoa nổi tiếng trên thế giới, về chim, cá. Cuốn sách đã giúp em giải đáp được những thắc mắc về thế giới và loài vật xung quanh, như hải ly có biết rửa thức ăn hay không, sao biển là gì, hoa kèn biển có phải là hoa không, chim gì không biết bay, hàng loạt những câu hỏi vì sao mà chúng ta cần phải khám phá. Là một cuốn sách được biên tập từ nhiều câu chuyện khác nhau do tác giả Phạm Quang biên tập và xuất bản do nhà xuất bản Giao thông Vận tải phát hành. Trong cuốn sách ấy, em thích nhất là câu chuyện cá có ngủ được hay không. Sau đây em xin giải thích câu chuyện ấy nhé. Cá cũng ngủ được đấy, chỉ có điều trong tất cả loại cá, chỉ có cá xương mềm như cá vàng mới có mi mắt. Ngoài ra, cá xương cứng đều không có mi mắt, vì thế khi chúng ngủ cũng không thể nhắm mắt được, nên chúng ta cũng không thể nhìn ra chúng đang ngủ. Khi ngủ, cá thường giữ yên, không cử động, chỉ có nắp mang là nhẹ nhàng mở ra khép vào. Đó là khi ngủ, cá vẫn cần hô hấp, chỉ thỉnh thoảng khẽ vây một cái, đó cũng là để giữ thăng bằng trong nước. Thời gian ngủ của cá rất ngắn, ít hơn thời gian ngủ của con người. Qua câu chuyện này, em thấy nội dung câu hỏi và câu trả lời rất thú vị và bổ ích. Em hy vọng các bạn cũng sẽ đọc và sẽ biết câu trả lời của chính mình qua cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao. Cuốn sách hiện đang có tại thư viện nhà trường. Các bạn tìm đọc nhé. Kết thúc phần thi của mình, em chúc ban giám khảo, quý thầy cô giáo thật nhiều sức khỏe. Chúc hội thi thành công tốt đẹp.